Rồi sao mày nãy giờ mày không đuổi xuống? Bị gì? Đứng quậy chung với người ta rồi hỏi sắp tập. Bò rất ô. Mọi việc nó sẽ tiến triển tốt hơn và anh Lâu có thể sẽ có nhiều kinh nghiệm đi ca hát hơn nữa và sẽ có cuộc trò chuyện đó trong thời gian sắp tới, hãy đón xem nhé. Em có hứa tiếp gì mình không đạt được lắm luôn. Dạ thưa anh chị là tới vòng này, tới là Áo Quân là em đã nghĩ em đã là một cái ngôi sao may mắn rồi, chứ không có em không có mơ mộng nhiều. Đêm nay là một đêm mãn nhãn để trình diễn chứ không phải là đêm để thi nữa, đối với em là như thế. Dạ. Các bạn trên JOTBT gọi em là thần tượng, là người giống như là cái gương để các bạn phấn đấu làm. Dạ. Có điều gì nhắn nhủ đến không? Em có một cái điều rất là muốn nói với cộng đồng của mình, đó là nếu các bạn có năng khiếu và có cái sở trường cá nhân hãy mạnh dạn, hãy cố gắng đầu tư cho nó, bởi vì Lộ Lộ là một quá trình rất dài chứ không phải là một ngày một bữa như quý vị đang thấy đâu. Từ những bữa casting, Lộ Lộ đã có nhiều khi nói vui là kỷ niệm 10 năm đi casting, là quý vị có thể hiểu rồi đó. Qua 10 năm hơn thì Lộ Lộ đã được Áo Quân rồi nè, cho nên quý vị hãy cố gắng phát huy khả năng của mình vốn có và từ đó quý vị sẽ tìm được con đường riêng của mình. Điều đó nó không quan trọng. Văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu, luôn công bằng cho mọi giới tính, không riêng ở giới tính nào cả, có phải nam hát được nữa được hay là LGBT không quan trọng, đó là sự công bằng. Năm nay mang Tết ở đâu lộn không? Kính thưa chị, năm nay thì em và đoàn Sài Gòn Tân Thời sẽ được ăn Tết ở tại Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. Và chúng em sẽ có những điểm diễn để phục vụ bà con thành phố Cần Thơ ngày 2-3, mùng 2, mùng 3, mùng 4 vào ngay khu giải trí Champ của Cồn Khương.
Ninh Kiều Cần Thơ, cho nên quý vị hãy đến và ủng hộ cho đoàn đội tôi Sài Gòn Tân Thời cũng như gặp anh Khải, anh Lâm Quốc Khải và chị Lộ Lộ nhé. Thì mình nói giao thừa ở Cần Thơ luôn. Dạ, nói giao thừa thì rất là may mắn thì sau chương trình này có thể là em sẽ hát giao thừa tại thành phố Vĩnh Long. Dạ, quý vị hãy đón xem anh Lâm Quốc Khải trên chương trình Vĩnh Long trong đêm giao thừa. Thời gian đang dành cho gia đình. Năm nay thì mọi người đều rất là thông cảm, cho nên em sẽ hát xong thì em sẽ chạy về ăn giao thừa với gia đình và cứ tới mùng một xong là đi liền để phục vụ bà con. Quan trọng là sự đón nhận và yêu thương, đó là giá trị mà không phải ai cũng có được, cho nên gia đình luôn luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện tối đa cho lộ. Em thường hay đi diễn những ngày Tết rồi, có kỷ niệm nào mà trong những ngày Tết để rất là vui. Có một kỷ niệm rất là vui là một có một show là yêu cầu anh Lâm Quốc Khải và yêu cầu luôn cả chị Lộ Lộ. Bởi vì người ta không biết là hai người là một, cho nên là chị Lộ Lộ cũng sẵn sàng ok, em sẽ với giá của em thì em sẽ tặng luôn cho anh Lâm Quốc Khải. Thì mở màn là anh là chị Lộ Lộ ra hát Pluto, sau đó thì hát được 10 phút thì vô hóa trang lại thành anh Lâm Quốc Khải ra hát hai bài bolero, xong vô hóa trang ngược lại chị Lộ Lộ ra hát tiếp. Đó là mặc dù rất là cực nhưng mà rất là vui bởi vì khán giả cũng tin rất là nhiều. Đó là hai vợ chồng chứ không phải là một người. Kỷ niệm ăn Tết thơ bé. Dạ, kỷ niệm ăn Tết thơ bé được rất là ít lì xì, tại vì Lộ Lộ là Lâm Quốc Khải là sinh trưởng trong gia đình là nông nghiệp và ba mẹ đều làm nông hết. Cái Tết nó rất là đơn giản, nó rất nhiều kỷ niệm nhưng mà đa số là rất là nghèo, không có lì xì nữa, cho nên là chỉ có quần áo cũng một cái hai cái, nó không có nhiều lắm, nó chỉ là những kỷ niệm rất là đơn sơ. Và kỷ niệm đó có lẽ là ở Việt Nam thì không có hiếm lắm, cho nên là chia sẻ thì chắc cũng không có gì để chia sẻ đặc biệt. Em vẫn yêu thích cái Tết cổ truyền hơn, nó tôn lên giá trị của người Việt Nam nhiều hơn và dành cho gia đình nhiều hơn. Điều đó là điều đáng quý nhất, mỗi cái Tết chúng ta đều trở về nhà, bất cứ ngành nghề nào, bất cứ công việc nào cũng đều trở về nhà ít nhất trong đêm giao thừa hoặc mùng một để chúng ta đón xuân cùng gia đình. Đó là cái điều đáng quý nhất và chúng ta đều hướng về gia đình, đó là giá trị cốt lõi của người Việt Nam. Giá trị truyền thống mà em yêu thích nhất là tinh thần gia đình, nghĩa từ sống đó, xung họp, Tết xuân vầy, xuân vầy là sự đồng hành. Thịt khô hộp vịt. Có điều kiên trì gì không? Dạ không, cái nào cũng được. Đặc biệt là mùng 1 mà thí dụ như mà có bối quẻ mà thua là em sẽ đi ăn hộp vịt lộn. Đó là cái món yêu thích nhất của em. Dạ, anh xin cảm ơn chị. Xin chào tất cả mọi người, thì xin hôi cho một bạn đây đó tại tổng kết chương trình